Ngày 26 tháng 7 năm 2021, ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca mũi 1 cho người dân khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc. Đây cũng là địa phương đầu tiên được tỉnh Đồng Tháp chọn làm điểm tiêm vaccine đại trà cho người dân, bởi khu vực này đã xuất hiện nhiều ca mắc COVID trong thời gian gần đây. Số lượng vaccine được phân bổ tiêm cho khu vực này là 2.300 liều, sẽ tiêm cho người từ 18 đến 65 tuổi. Để đảm bảo các quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, thì 12 nhân viên của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc và các trạm y tế xã phường chia thành 3 tổ tiêm chủng để tiêm ở nhiều điểm khác nhau, gồm trạm y tế phường 2, trường mầm non Hoa Sen và đầu hẻm kho 3.000 tấn thuộc khóm Hòa Khánh phường 2, đây cũng là nơi đang phong tỏa. Để hạn chế tập trung đông người, địa phương cũng đã phát phiếu hẹn giờ tiêm cho người dân. Quá trình triển khai trước, trong và sau tiêm cũng được Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình tiêm vaccine của Bộ Y tế, bao gồm khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi xử lý phản ứng sau tiêm 30 phút, được thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát theo dõi của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Tháp để đảm bảo mục tiêu an toàn tiêm chủng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết sau khi thực hiện thí điểm việc tiêm đại trà cho người dân ở khu vực này, tỉnh sẽ xem xét rút kinh nghiệm để thực hiện tiêm ngừa số lượng lớn ở các vùng có nguy cơ cao về dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, nhằm đảm bảo hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã đề nghị các cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện ích, các cửa hàng Winmart, Bách Hóa Xanh, siêu thị Wincom Plaza, siêu thị Co-opmart trên địa bàn thành phố không mở cửa kinh doanh, mua bán phục vụ khách hàng sau 18 giờ hàng ngày, bắt đầu thực hiện từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có văn bản khác của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện theo quy định nêu trên và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy định. Tính đến 15 giờ ngày 25 tháng 7, thành phố Cao Lãnh đã ghi nhận 29 ca mắc COVID-19. Tại huyện Châu Thành, chủ tịch xã An Hiệp đã bị phê bình do phát hiện 11 ca nghi nhiễm COVID tại đám tang. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Thành Phạm Tấn Xíu vừa có công văn phê bình chủ tịch Ủy ban dân xã An Hiệp do trong thời gian giãn cách xã hội đã phát hiện 11 ca nghi nhiễm bệnh COVID-19 tại một đám tang. Theo đó, chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Thành cho biết qua test nhanh sàng lọc chiều ngày 24 tháng 7, ngành chức năng đã phát hiện 11 ca nghi nhiễm COVID-19 tại một đám tang ở xã An Hiệp. Điều này cho thấy việc chấp hành giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 chưa nghiêm. Vì thế, Ủy ban dân huyện Châu Thành phê bình chủ tịch Ủy ban dân xã An Hiệp đối với việc như trên. Ngoài ra, chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Thành cũng yêu cầu chủ tịch Ủy ban dân xã An Hiệp và chủ tịch Ủy ban dân 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo thực hiện thật nghiêm việc giãn cách xã hội và thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo không để xảy ra trường hợp tương tự. Cập nhật về số ca mắc COVID trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền, trong ngày 26 tháng 7, ngành chức năng đã xét nghiệm PCR cho 2.075 mẫu và test nhanh 10.104 mẫu. Kết quả khẳng định có 287 ca dương tính, tăng 197 ca so với ngày hôm qua. Trong đó, có 11 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 62 ca trong khu vực phong tỏa, 2 ca về từ vùng dịch, 60 ca phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng. 60 ca cộng đồng tại huyện Cao Lãnh 21 ca, thành phố Sa Đéc 20 ca, gồm 3 ca ngụ khóm Tân An, phường An Hòa, 5 ca ngụ khóm 2, 1 ca ngụ khóm 1, 1 ca ngụ khóm 5 phường 1, 2 ca ngụ khóm 2 phường 2, 1 ca ngụ khóm 1 phường 4, 5 ca ngụ ấp Phú Hòa, 1 ca ngụ khu dân cư Phú Thuận, xã Tân Phú Đông và 1 ca ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây. Tại huyện Lấp Vò có 2 ca, huyện Châu Thành 12 ca, huyện Lai Dung 2 ca, thành phố Cao Lãnh 1 ca, huyện Thanh Bình 2 ca. Ngoài ra, phân tích nhanh 152 ca thông qua kết quả xét nghiệm, nhận định ban đầu có 66 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 9 ca trong khu vực phong tỏa, 77 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc từ ngày 24 tháng 6 năm 2021 đến nay là 2.248 ca. Cập nhật về số ca mắc trên cả nước. Hôm nay, cả nước ghi nhận tổng số 7.882 ca mắc mới. Trong đó có 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca ghi nhận trong nước.
Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương chiếm nhiều nhất với 5.997 ca. Bình Dương là 733 ca, Đồng Nai 259 ca, Tiền Giang 201 ca và Đồng Tháp là 135 ca. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.